Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay đang tiến ra đường băng cất cánh của sân bay quốc tế Cam Ranh. Đây là chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines. Máy bay đang chạy taxi trên đường lăn để ra đường băng cất cánh không hai phải. Có thể thấy khoảng cách từ vị trí của mình tới máy bay cũng khá gần. Mình đang đứng bên một bờ ao cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh. Chiếc ao này nằm ngay trên đường từ thành phố Cam Ranh tới sân bay. Đây cũng là một địa điểm ngắm máy bay khá tốt ở sân bay quốc tế Cam Ranh, vì chiếc ao này cũng giống như một ranh giới tự nhiên, nên ở chỗ này không bị vướng tầm quan sát bởi hàng rào. Chiếc A321 của Vietnam Airlines đang rẽ vào đường băng 02R sân bay quốc tế Cam Ranh. Có vẻ nó sẽ chạy đà cất cánh luôn. Chiếc A321 đã cất mũi lên, rời khỏi mặt đường băng sân bay Cam Ranh. Bây giờ thì nó đang thu lại bộ bánh đáp. Có thể thấy view ở đây rất thoáng. Tuy nhiên nếu quay máy bay hạ cánh ở bờ ao này thì hơi bị vướng dây điện một chút. Đây là một chiếc Airbus A320 của hãng Bamboo Airways đang hạ cánh. Ở góc này thì cũng nhìn thấy máy bay chạm vào đường băng. Ở gần bờ ao này có nhà hàng hải sản, nên thỉnh thoảng họ bật nhạc khá ồn. Tuy nhiên bù lại thì có thể vào đó gọi chai bia, đĩa hải sản để ngắm máy bay. Đây là pha hạ cánh của chiếc Airbus A321-200 của hãng Vietjet Air. Thêm một chiếc A321 nữa của hãng Vietjet Air đến hạ cánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.